Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em tóm ba sức kết nối tri thức của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mở sau bài số 9, bảng nhân 6, bảng chia 6, trang 28 đến trang 29, sức kết nối tri thức của cuộc sống nha. Giờ trước hết mình sẽ đến phần khám phá. Giờ mình sẽ quan sát hình bên đây. Mình thấy là một bạn nam này đang sử dụng kính lúp để quan sát một con bọ rùa. Thì mình thấy là con bọ rùa kích thước rất là nhỏ, nhỏ hơn cả cái ngón tay, cái đầu ngón tay của mình. Nên để quan sát rõ thì mình có thể sử dụng kính lúp, đúng không? Thì bạn nam này đang quan sát trên cánh của con bọ rùa. Thì trên hai cánh của con bọ rùa có tất cả là bao nhiêu chấm tròn? Mình thấy là đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là trên hai cái cánh của con bọ rùa này sẽ có là 6 cái chấm tròn, đúng không? Như vậy ở đây mình thấy là có tất cả là 4 con bọ rùa. Mỗi con bọ rùa sẽ có 6 chấm tròn. Như vậy là hỏi là 4 con bọ rùa sẽ có bao nhiêu chấm tròn? Giờ như vậy là bạn nữ ở đây sẽ hỏi bạn nam là mỗi con bọ rùa có 6 chấm ở cánh. Hỏi 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh? Đúng không? Mỗi con bọ rùa sẽ có 6 chấm ở cánh. Hỏi 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh? Giờ hôm nay mình sẽ học về bảng nhân 6 và bảng chia 6, đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ học. Như vậy là bảng nhân 6, trước hết là mình sẽ có bài toán là mỗi con bọ rùa là 6 chấm ở cánh. Bộ hỏi 4 con như vậy thì muốn biết bao nhiêu thì mình sẽ thực hiện phép tính chính là 6 nhân 4, đúng không? Giờ 6 nhân 4 có nghĩa là 4 số 6 cộng với nhau. 6 cộng 6 là 12, 12 cộng 6 là 18, 18 cộng thêm 6 sẽ bằng 24. Như vậy là 4 số 6 cộng nhau bằng 24, có nghĩa là 6 nhân 4 sẽ bằng 24. Đúng không nè? Mình nhớ là 6 nhân 4 chính là 4 số 6 cộng với nhau. 6 nhân 4 sẽ bằng 4 số 6 cộng với nhau sẽ bằng 24. Như vậy kết quả là 6 nhân 4 sẽ bằng 24. Từ phép nhân mình sẽ chuyển thành phép chia như sau. Như vậy 6 nhân 4 bằng 24. Như vậy nếu mà các em lấy 24 chia 6 thì sẽ bằng 4. Đúng rồi. Đó là liên hệ giữa phép nhân và chia. 6 nhân 4 bằng 24 có nghĩa lấy 24 chia 6 sẽ bằng 4 nha. Giờ tiếp theo câu B mình sẽ hoàn thành bảng nhân 6 sao. Giờ mình sẽ có bảng nhân 6. 6 nhân 1 bằng 6, 6 nhân 2 bằng 12. Như vậy là mình sẽ tính 6 nhân 3. Như vậy là muốn biết 6 nhân 3 bằng bao nhiêu thì mình lấy kết quả của 6 nhân 2 là 12 mình cộng thêm 6, đúng không? Đây, mình xem bạn robot này hướng dẫn cho mình. Thêm 6 vào kết quả 6 nhân 2 sao ta sẽ được kết quả của 6 nhân 3. Như vậy là mình sẽ lấy kết quả của 6 nhân 2 là mình sẽ cộng thêm 6 vô. 12 cộng 6 bằng bao nhiêu? 12 cộng 6 bằng 18. Như vậy có nghĩa là 6 nhân 3 sẽ bằng 18. Tiếp theo là 6 nhân 4 bằng bao nhiêu? Muốn biết 6 nhân 4 bằng bao nhiêu thì mình có thể lấy kết quả của 6 nhân 3 là 18, mình sẽ cộng thêm 6. 18 cộng thêm 6 bằng bao nhiêu? 18 cộng thêm 6 sẽ bằng 24. Đúng không? Chỗ này chính là số 24. Tiếp theo là 6 nhân 5 sẽ bằng bao nhiêu? Muốn biết 6 nhân 5 bằng bao nhiêu, mình có thể lấy kết quả của 6 nhân 4, mình sẽ cộng thêm cho 6. 24 cộng thêm 6 bằng bao nhiêu? 24 cộng thêm 6 sẽ bằng 30. Như vậy là 6 nhân 5 sẽ bằng 30. Tiếp theo là 6 nhân 6 bằng bao nhiêu? Muốn biết 6 nhân 6 bằng bao nhiêu thì các em có thể lấy kết quả của 6 nhân 5 mình cộng thêm 6. 6 nhân 5 bằng 30. 30 cộng thêm 6 bằng bao nhiêu? 30 cộng thêm 6 bằng 36. Như vậy có nghĩa là 6 nhân 6 sẽ bằng 36. Tiếp theo 6 nhân 7 sẽ bằng bao nhiêu? Muốn biết 6 nhân 7 bằng bao nhiêu, các em có thể lấy kết quả của 6 nhân 6 là 36 mình cộng thêm cho 6. 36 cộng thêm 6 bằng bao nhiêu? Bằng 42. Như vậy có nghĩa là 6 nhân 7 sẽ bằng 42. Tiếp theo là 6 nhân 8 bằng bao nhiêu? Muốn biết 6 nhân 8 bằng bao nhiêu, mình có thể lấy kết quả của 6 nhân 7, mình cộng thêm cho 6. 6 nhân 7 là 42, 42 cộng thêm 6 bằng bao nhiêu?
42 cộng thêm 6 bằng 48. Tiếp theo là 6 nhân 9 sẽ bằng bao nhiêu? Muốn biết 6 nhân 9 bằng bao nhiêu, mình có thể lấy kết quả của 6 nhân 8 là 48 cộng thêm 6. 48 cộng thêm 6 sẽ bằng 54. Đúng rồi. Và 6 nhân 10 sẽ bằng 60. Thì 6 nhân 10 thì mình lấy kết quả của 6 nhân 9 là cộng thêm 6. 54 cộng thêm 6 bằng 60. Như vậy là 6 nhân 10 sẽ bằng 60. Như vậy mình sẽ có bảng nhân 6 như sau đây. Giờ thầy sẽ đọc lại một lần nữa bảng nhân 6, sau đó cái đó các em sẽ học lòng bảng nhân 6 nha. Để sau này mình sẽ làm bài tập. 6 nhân 1 là 6, 6 nhân 2 bằng 12, 6 nhân 3 bằng 18, 6 nhân 4 bằng 24, 6 nhân 5 bằng 30, 6 nhân 6 bằng 36, 6 nhân 7 bằng 42, 6 nhân 8 bằng 48, 6 nhân 9 bằng 54 và 6 nhân 10 sẽ bằng 60. Giờ các em sẽ học thuộc lòng bảng nhân 6, sau đó mình sẽ học đến bảng chia 6 nha. Như vậy mình sẽ xem bảng nhân 6 và bảng chia 6 có liên hệ như sau. 6 nhân 1 bằng 6, có nghĩa là nếu các em lấy số 6 này chia 6 sẽ bằng 1, đúng này. Tương tự 6 nhân 2 bằng 12, có nghĩa là nếu các em lấy 12 chia 6 thì bằng 2, đúng này. Tương tự 6 nhân 3 bằng 18, có nghĩa là nếu các em lấy 18 này chia 6 sẽ bằng 3. Như chỗ này chính là số 3. Đúng này. 18 chia 6 sẽ bằng 3. Tiếp theo là 6 nhân 4 sẽ bằng 24. Có nghĩa là nếu các em lấy 24 chia 6 sẽ bằng 4. Đúng không? Giờ 24 chia 6 bằng 4, mình sẽ viết số 4 ở đây. Tiếp theo là 6 nhân 5 sẽ bằng 30. Có nghĩa là nếu các em lấy 30 chia 6 sẽ bằng 5. Đúng không? 30 chia 6 bằng 5, chỗ này mình sẽ viết số 5. Tiếp theo là 6 nhân 6 bằng 36. Như vậy có nghĩa là nếu các em lấy 36 chia 6 sẽ bằng 6. 36 chia 6 bằng 6, chỗ này mình sẽ viết số 6. Tiếp theo là 6 nhân 7 bằng 42. Có nghĩa là nếu các em lấy 42 chia 6 sẽ bằng 7. 42 chia 6 bằng 7, chỗ này mình sẽ viết số 7. Tiếp theo sẽ là 6 nhân 8 bằng 48. Có nghĩa là nếu các em lấy 48 chia 6 bằng 8. 48 chia 6 bằng 8, chỗ này chính là số 8. Tiếp theo là 6 nhân 9 bằng 54. Có nghĩa là nếu lấy các em lấy 54 chia 6 bằng 9. 54 chia 6 bằng 9, chỗ này sẽ là số 9. Chỗ này. Rồi 6 nhân 10 bằng 60, có nghĩa là nếu các em lấy 60 chia 6 sẽ bằng 10. 60 chia 6 bằng 10, đúng không? Như vậy lúc này mình sẽ có bảng chia 6. Giờ thầy sẽ đọc là một lần nữa bảng chia 6 các em đó. Sau đó các em sẽ học một lần bảng chia 6, sau đó mình sẽ làm bài tập phía dưới nha. 6 chia 6 bằng 1, 12 chia 6 bằng 2, 18 chia 6 bằng 3, 24 chia 6 bằng 4, 30 chia 6 bằng 5, 36 chia 6 bằng 6, 42 chia 6 bằng 7, 48 chia 6 bằng 8, 54 chia 6 bằng 9 và 60 chia 6 bằng 10. Giờ các em sẽ học lòng bảng chia 6, sau đó mình sẽ làm bài tập nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần hoạt động câu số 1 tính nhẩm. Giờ mình sẽ thực hiện các tính nhẩm sau. Như vậy là sau khi các em học lòng bảng nhân 6 bảng chia 6 thì mình sẽ làm được câu số 1 này một cách dễ dàng nhé. Giờ bài làm của mình. Câu A. 6 nhân 1 bằng bao nhiêu? 6 nhân 1 thì bằng 6, đúng không? Tiếp theo là 6 nhân 4. 6 nhân 4 thì bằng bao nhiêu? 6 nhân 4 thì bằng 24, đúng không? Tiếp theo là 6 nhân 6. 6 nhân 6 bằng bao nhiêu?
6 nhân 6 bằng 30 sao, đúng không? Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. 12 chia 6 thì bằng bao nhiêu? 12 chia 6 thì bằng 2, vì 6 nhân 2 bằng 12, đúng không? Tiếp theo là 18 chia 6 bằng bao nhiêu? 18 chia 6 sẽ bằng 3, vì 6 nhân 3 bằng 18. Tiếp theo là 48 chia 6 bằng bao nhiêu? 48 chia 6 sẽ bằng 8, vì 6 nhân 8 bằng 48. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ qua đến câu C. 6 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 6 nhân 5 thì bằng 30. Đúng này. Tiếp theo là 30 chia 6 bằng bao nhiêu? 30 chia 6 sẽ bằng 3, 5, vì 6 nhân 5 bằng 30, đúng không? Tiếp theo là 30 chia 5 bằng bao nhiêu? 30 chia 5 sẽ bằng 6, vì 6 nhân 5 bằng 30. Mình nhớ là 6 nhân 5 30, có nghĩa là nếu các em lấy 30 chia 6 bằng 5 và 30 chia 5 sẽ bằng 6 nha. Như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video, thầy biết là các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép tính bên trái, sau đó thực hiện phép tính bên phải, xem hai phép tính nào cùng một kết quả thì mình sẽ nối lại. Đúng không? Trước hết mình sẽ có là 6 nhân 1 bằng sao. Đúng không? 6 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? 6 nhân 3 thì bằng 18. Đúng không? Giờ mình sẽ tính bên đây. 2 nhân 9 thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 9 thì bằng 18. Như vậy mình sẽ nói 6 nhân 3 với 2 nhân 9 vì có cùng kết quả chính là số 18. Đúng không? Giờ tiếp theo ở đây 12 chia 6 thì bằng bao nhiêu? 12 chia 6 thì bằng 2, đúng không? Tiếp theo là 48 chia 6 thì bằng bao nhiêu? 48 chia 6 thì sẽ bằng 8. Vì 6 nhân 8 bằng 48, đúng không? Còn bên đây 4 nhân 2 thì bằng bao nhiêu? 4 nhân 2 thì sẽ bằng 8. Như mà sẽ nói phép tính này với phép tính này, vì cùng kết quả là số 8, đúng không? 4 nhân 2 là 8. 48 chia 6 cũng bằng 8, đúng không? Tiếp theo mình tính phép tính đây. 36 chia 6 thì bằng bao nhiêu? 36 chia 6 bằng sao? Ở đây mình thấy là 6 nhân 1 cũng bằng sao, mình sẽ nói hai phép tính lại. 6. Giờ tiếp theo ở đây 6 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 6 nhân 5 sẽ bằng 30, đúng nè. Còn bên đây là 5 nhân 6. Mình nhớ là 6 nhân 5 sẽ bằng 5 nhân 6. Sẽ bằng 30 ha, đúng nè. Mình nhớ là trong phép nhân sẽ có tính giao giao quan, có nghĩa là 6 nhân 5 sẽ bằng 5 nhân 6. Đúng nè. Và cuối cùng 6 chia 3 bằng bao nhiêu? 6 chia 3 sẽ bằng 2. Đúng nè. Và 12 chia 6 cũng bằng 2. Mình sẽ nói hai phép tính này lại. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có như vậy là câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài nha.
Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dạng như hiệu bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem, các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè sớm nha, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sắp bấm được đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.